Ở video này thì tôi sẽ trả lời câu hỏi của một bệnh nhân về cách điều trị bệnh viêm gan B hiệu quả bằng cây an xoa. Một bạn nữ ở Hưng Yên có gửi câu hỏi như sau. Năm nay em 18 tuổi, em đi xét nghiệm máu thì bị chớm viêm gan B. Nghe nói cây an xoa có tác dụng điều trị bệnh gan rất tốt. Không biết cây an xoa có điều trị được bệnh viêm gan B hay không? Nếu có thì phải dùng cây an xoa trong vòng bao lâu thì hết ạ? Và có đảm bảo là có khỏi hẳn hay không? Rất mong nhận được sự tư vấn. Xin chân thành cảm ơn. Chào bạn, tôi xin phép được trả lời câu hỏi của bạn như sau. Theo y học cổ truyền thì cây an xoa có tính bình, có tác dụng ổn định chức năng gan. Thường được dùng làm thuốc để điều trị các bệnh về gan như là bệnh ung thư gan, bệnh xơ gan cổ trướng, bệnh viêm gan B, bệnh men gan cao. Bạn mới bị viêm gan B thì sử dụng cây thuốc nam để điều trị bệnh, bạn hoàn toàn có cơ hội để điều trị khỏi hẳn bệnh viêm gan B mà không cần phải dùng đến thuốc tây. Hiện nay thì để điều trị bệnh viêm gan B bằng cây an xoa thì bệnh nhân nên kết hợp sử dụng các vị thuốc với liều lượng cụ thể như sau. Cây an xoa 30g, cà gai leo 30g, xà đen 30g và rễ cây mật nhân 10g. Các vị thuốc trên bạn đem rửa sạch rồi đun với 1 lít nước, đun cạn còn lại 500ml nước rồi chia làm 3 lần uống trong ngày. Hiện nay thì cách dùng này được đại đa số bệnh nhân viêm gan B áp dụng để điều trị bệnh. Theo kinh nghiệm thì bệnh nhân sử dụng liên tục liệu trình trên từ 5 đến 6 tháng thì bệnh sẽ chuyển về âm tính. Hiện các vị thuốc an xoa, cà gai leo, xà đen và rễ cây mật nhân đều có bán tại công ty Thảo Dược Đức Thịnh. Bạn có thể đặt mua theo số hotline bên dưới. Một số thông tin xin chia sẻ cùng với bạn về kinh nghiệm sử dụng cây an xoa trong việc điều trị bệnh viêm gan B. Mong rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn. Chúc bạn và gia đình sức khỏe. Thân chào ạ.